Vườn cây Magnolia Garden Nursery là vườn cây lớn nhất vùng Orange County, chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại cây ăn trái và rau vùng ôn và nhiệt đới. Hàng ngàn giống cây như sabuche, cốc ổi, vải, khế, mận, sari, trùm ruột, v.v. cùng các loại mãng cầu danh tiếng như mãng cầu ta, mãng cầu do Thái, mãng cầu Úc, đặc biệt cây trưng cá giống như ở Việt Nam, phục vụ ân cần giá cả phải chăng, mở cửa 7 ngày một tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, tọa lạc tại 10722 North Magnolia Avenue, điện thoại 714-657-2291, 714-657-2601. Trân trọng kính mời.